Thank you.
xứ của Việt Nam. Thế thì mỗi một công cụ khác nhau thì nó đưa ra một cái bộ quy tắc xuất xứ khác nhau đối với những mặt hàng khác nhau. Thì đối với cái EFTA này, trong quy định của chúng ta thì có những điểm gì? Tôi xin chuyển sang cái phần sau đây, tôi xin chuyển nói kỹ hơn về cơ chế trong hiệp định EFTA. Mỗi một hiệp định thì để có giấy chứng nhận xuất xứ hoặc là để có cái chứng từ chứng nhận là hàng là hàng có xuất xứ Việt Nam. Thì tại Việt Nam chúng ta đang có hai cái bước. Hình thức thứ nhất đấy là doanh nghiệp mang hồ sơ đến tổ chức cấp CO để đề nghị cấp ra giấy chứng nhận xuất xứ. Mà hiện nay tại Quảng Ninh, Hải Phòng và các tỉnh lân cận thì chúng tôi có hệ thống phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực và các anh chị doanh nghiệp chúng ta mang bộ hồ sơ đề nghị cấp CO đến các phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực để các anh em các phòng quản lý cấp giấy chứng nhận xuất xứ. Thế hình thức thì có cái cơ chế thứ hai là cơ chế doanh nghiệp tự chứng nhận xuất xứ và cái cơ chế này hiện nay mới đang áp dụng độ thí điểm trong khuôn khổ ASEAN và với khuôn khổ khác như khuôn khổ hàng xuất khẩu như EU. Nếu như thí điểm của chúng ta ở đây xuất khẩu hàng EU thì chúng ta được biết là trong năm 2019 này EU yêu cầu là tất cả các sản phẩm hàng hóa xuất khẩu như EU để hưởng thuế quan IFC thì bắt buộc phải dần chuyển sang cấp chứng nhận xuất xứ. Thế thì cái phần liên quan đến cái cơ chế chứng nhận xuất xứ này hiện nay trong các doanh nghiệp của chúng ta xuất khẩu như EU thì được IFC và cấp chứng nhận xuất xứ. Thế sau này khi mà hiệp định EVFTA là hiệp định chủ đề của hôm nay mà có hiệu lực thì cơ chế nó cũng giống như JC hay KJC thì đã được xin phép chia sẻ ở slide sau. Tôi chuyển ngay sang cái phần quy tắc xuất xứ trong cái hiệp định EVFTA có hiệu lực gì cần lưu ý. Thì ở đây có năm cái điểm mà nếu chúng ta có mở một cái định là mở cái tài liệu dẫn ra thì thấy là nó đủ với năm cái điểm này. Xin phép ở đây có thể hết sức cụ thể và kỹ thuật nên tôi cũng sẽ không chỉ mời chi tiết mà chỉ đưa ra cho chúng ta có thể lưu ý của chúng ta. Thứ nhất là về cơ chế chứng nhận xuất xứ trong hiệp định Việt Nam EU cho phép vừa có thể là doanh nghiệp mà đến các cơ quan tổ chức người cấp CO vừa có thể là ở nhà đưa chứng nhận xuất xứ cho mình. Tuy nhiên cái việc này cần phải phụ thuộc vào cái điều kiện và cái độ sẵn sàng của Việt Nam. Ngoài ra đối với lô hàng dưới 6.000 euro thì các doanh nghiệp của chúng ta thoải mái gửi hàng sang nước ngoài và tự chứng nhận xuất xứ mà không cần phải đến cấp CO hoặc là không cần phải có giấy chứng nhận là mặt gì. Cái cơ chế này hơi tương tự với cái cơ chế trong cái khuôn khổ JSC có ba mà lâu nay mình đã làm. Thứ hai đấy là cái quy định liên quan đến tạm dừng ưu đãi và quản lý hội, đấy là gì? Trong trường hợp nếu như bên cơ quan hải quan nước ngoài phát hiện ra chúng ta có cái gian lận gì đấy liên quan đến xuất xứ hàng hóa mà có liên quan đến cái việc là cái lỗi hành chính cho chúng ta gây ra trong quá trình cấp CO hoặc trong quá trình nộp hồ sơ để cấp CO thì chính cái nước mà xuất khẩu cái chứng nhận đây là Việt Nam có thể sẽ đứng ra để đứng hạ trong cái quy định liên quan đến việc xuất xứ này. Và bởi vì là trong cái khuôn khổ EFTA thì người ta cho phép tự chứng nhận xuất xứ cho nên cái cơ chế xác xuất xứ ở đây chuyển dần từ cơ quan tổ chức cấp đứng ra xác minh chuyển thành cho doanh nghiệp đứng ra tự xác minh được tự chịu trách nhiệm với những cái lô hàng mà mình tự chứng nhận xuất xứ. Thế sau đây tôi xin chuyển sang phần là cái cơ chế như vậy thế thì quy tắc xuất xứ trong hiệp định EFTA có những gì đáng lưu ý. Thứ nhất đấy là đối với những doanh nghiệp nào vẫn là hàng xuất khẩu EU thì chúng ta vẫn quen với việc đấy là trong khuôn khổ EU thì cái trị giá để tính nó là trị giá xuất xuất và trị giá xuất xứ chứ không phải là trị giá tôm như những hiệp định theo ASEAN chúng ta vẫn là. Thứ hai đấy là trong trường hợp nếu chúng ta xuất khẩu sang EU thì trong hiệp định này có cái quy định liên quan đến việc là cho phép lô hàng trên họ tại cái nước thứ ba nào đấy và sau đấy thì cái lô hàng vẫn giữ nguyên xuất xứ chứ không giống như cái tình trạng trước kia trong tất cả các hiệp định chúng ta cùng tham gia khi mà lô hàng dưới lệ chúng ta sẽ không bị hạn tại vì mà có chia thành các lô khác nhau thì sau đấy thì không ai đã đứng ra đảm bảo chứng minh là cái lô hàng dưới lệ đấy nó có nguyên liệu xuất xứ Việt Nam không bị trà trộn lẫn với cái hàng hóa của các nước khác vào. Thế thì đối với cái hiệp định EFTA thì nó có quy định tương tự. Tôi lấy ví dụ chúng ta có thể nhìn trên màn hình đối với một lô hàng dưới ba có xuất khẩu sang nước thứ khác chẳng hạn. Từ các nhà đầu tư về đến kho đã quan tại Singapore là nước thứ của hiệp định EVFTA thì ví dụ như là chị Ngô Anh thì có 1/3 lô vào Singapore đến dịp Tết Tây đưa vào Hồng Kông thì đến Tết Hàn đưa vào Việt Nam. Vậy thì 1/3 lô hàng là sau khi đã bị mang ra thành ba phần rồi thế thì ai là người ta đảm bảo lô với mức nợ lô hàng được qua từ phát chuyển về Việt Nam hay không và như vậy là có được thuộc về Việt Nam hay không. Thế thì trong cái việc này nó còn là một cái việc rất mới và nó là một cái việc phá vỡ cho cái hàng mà có cái việc liên quan đến vận chuyển qua những cái pháp
Thank you.